Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, sau 7 ngày xét xử và nghị án, vào chiều ngày 12 tháng 1, Hội đồng xét xử đã ra phán quyết với hai cựu Bộ trưởng là Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và 36 bị cáo trong vụ đại án Việt Á. Cụ thể, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á 15 năm tù về tội đưa hối lộ, 14 năm tù về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài mức án này, Hội đồng xét xử buộc Phan Quốc Việt nộp phạt bổ sung quỹ 50 triệu đồng. Về dân sự, tòa buộc Phan Quốc Việt phải bồi thường hơn 402 tỷ đồng cho các cơ sở y tế của 29 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trước đó vào ngày 27 tháng 12 năm 2023, Việt bị Tòa án Quân sự Thủ đô tuyên phạt 25 năm tù về hai tội khác nhau. Cùng bị truy tố về hai tội nêu trên, Vũ Đình Hiệp là Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á bị tuyên phạt 15 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định giữ vai trò Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, Phan Quốc Việt đã thông đồng với bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó Vụ trưởng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, tác động với bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng, để được tham gia đề tài nghiên cứu sản xuất kit test. Ngoài ra, Việt cũng thông qua Trịnh Thanh Hùng tác động tới Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của ông Long, Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị, Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính thuộc Bộ Y tế, để được cấp phép lưu hành, hiệp thương giá kit test cao gấp nhiều lần. Tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, Phan Quốc Việt chỉ đạo nhân viên tự đàm phán với các cơ sở y tế, đưa thiết bị máy móc đến hỗ trợ chống dịch. Sau khi được tất toán, nhân viên Việt Á tự trích hoa hồng theo chỉ đạo chung của Tổng Giám đốc. Hành vi của Phan Quốc Việt phạm tội với tình tiết tăng nặng do vi phạm 2 lần trở lên. Theo hội đồng xét xử, nguyên nhân vụ án xảy ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới, ở trong nước, nhiều địa phương khi dịch lây lan đã vỡ trận gây hoang mang lo sợ cho nhân dân. Hội đồng xét xử nhận xét cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc chống dịch. Ngành y tế thiếu nhiều sinh phẩm y tế, tuy nhiên sai phạm của các bị cáo đã xâm phạm uy tín của các cơ quan, tổ chức, làm mất niềm tin trong nhân dân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước. Đặc biệt, một số bị cáo phạm tội cho thấy hiện tượng suy thoái tư tưởng, băng hoại đạo đức, lối sống. Khi lượng hình, tòa đã cân nhắc đến các tình tiết giảm nhẹ và có chính sách khoan hồng đặc biệt cho các bị cáo phạm tội khi tham gia chống dịch, nhưng không hưởng lợi hoặc hưởng lợi rất ít. Các bị cáo làm công ăn lương, những người nhận hối lộ, được biếu tiền đã khắc phục toàn bộ hậu quả. Theo cáo buộc, thời điểm COVID-19 bùng phát mạnh, nắm bắt chủ trương của chính phủ về nghiên cứu sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch, Việt tìm cách để Việt Á được thực hiện đề tài cùng với Học viện Quân y. Việt sau đó đã biến sản phẩm nghiên cứu do nhà nước sở hữu thành của công ty. Hồ sơ vụ án xác định trong năm 2020 và 2021, công ty Việt Á sản xuất tổng cộng hơn 8,7 triệu kit xét nghiệm và bán cho các đơn vị, cơ sở y tế trên khắp cả nước hơn 8,3 triệu kit. Doanh nghiệp này được thanh toán hơn 4,5 triệu kit xét nghiệm, với tổng số tiền là 2.250 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định, công ty Việt Á bỏ ra gần 365 tỷ đồng để mua nguyên vật liệu, cộng với các loại chi phí khác, thuế và lợi nhuận 5%. Giá thành sản xuất một kit xét nghiệm là hơn 143.000 đồng. Tuy nhiên, công ty Việt Á đã nâng khống lên gấp nhiều lần và được phía Bộ Y tế chấp thuận khi hiệp thương giá để bán ra thị trường với mức là 470.000 đồng cho một kit xét nghiệm. Cơ quan truy tố kết luận, công ty Việt Á thu lời bất chính 1 tỷ 235 triệu đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 432 tỷ đồng. Thưa quý vị, ở phiên tòa diễn ra trước đó, khi được nói lời sau cùng, nhiều bị cáo là quan chức bày tỏ ân hận, day dứt, đau xót vì sai phạm của bản thân. Đặc biệt, Viện Kiểm sát công bố lời khai về việc đếm tiền mòn vân tay để bác bỏ lập luận của một số bị cáo trong vụ kit test Việt Á khi cho rằng bản thân không vụ lợi hoặc thỏa thuận ăn chia. Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ các ngành Kinh tế Kỹ thuật Bộ Khoa học Công nghệ, có vai trò xuyên suốt đối với sự ra đời của kit test Việt Á. Theo cáo buộc, ông Trịnh Thanh Hùng chính là người giới thiệu để công ty Việt Á tham gia đề tài nghiên cứu kit test. Bị cáo còn câu kết thông đồng với Phan Quốc Việt, thực hiện chuỗi hành vi sai phạm nhằm biến sản phẩm test xét nghiệm từ sở hữu của nhà nước sang sở hữu tư nhân. Sau đó, công ty Việt Á sản xuất, bán thương mại, thu lợi bất chính hơn 1.235 tỷ đồng. Do có thỏa thuận ăn chia phần trăm doanh thu từ trước, ông Hùng được bị cáo Việt 2 lần đưa tiền với tổng số là 350.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 8 tỷ đồng. Cựu Phó Vụ trưởng bị đề nghị tuyên phạt mức án từ 14 cho tới 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Quá trình xét xử, ông Hùng thừa nhận cầm 350.000 đô la Mỹ từ Phan Quốc Việt, nhưng cho rằng đây đều là các dịp lễ Tết nhận vì theo truyền thống văn hóa. Đối phương đến cảm ơn sau khi công việc đã xong. Bị cáo nói không thỏa thuận ăn chia lợi ích với phía công ty Việt Á. Mục đích lớn nhất khi giới thiệu công ty Việt Á tham gia đề tài là để nhanh chóng có một bộ kit test phục vụ phòng chống dịch. Tuy nhiên, lập luận trên của cựu Phó Vụ trưởng bị Viện Kiểm sát bác bỏ. Kiểm sát viên cho hay, cơ quan tố tụng đã thu thập được rất nhiều dữ liệu là các tin nhắn trao đổi giữa ông Hùng và Phan Quốc Việt Trong số này có tin nhắn bị cáo gọi là kit ông Hùng, ngầm hiểu rằng ông Hùng có công rất lớn khi tác động đến sự ra đời của bộ kit test COVID-19. Hay như tin nhắn, đi làm chứng minh thư đi, không làm mòn hết vân tay. Viện Kiểm sát cho biết từng đề nghị giải thích mòn vân tay nghĩa là sao, thì được ông Hùng trả lời rằng sợ mòn vân tay vì đếm nhiều tiền, chưa kể. Một số tin nhắn giữa hai người còn nhắc đến vấn đề cổ đông ngay từ giai đoạn đang triển khai đề tài nghiên cứu kit test. Vẫn theo lời khai kiểm sát viên, cơ quan công tố có đầy đủ chứng cứ để kết luận sai phạm của cựu phó vụ trưởng. Vì vậy, quan điểm cho rằng bị cáo không có sự thỏa thuận ăn chia là không có cơ sở chấp nhận. Trong hơn 3 phút trình bày, bị cáo Nguyễn Huỳnh, cựu phó phòng quản lý ra thuốc Cục Quản lý Dược Bộ Y tế nói rất ân hận, đau xót, hối tiếc về những sai phạm khi quá trình công tác rất tận tâm, tận lực, với tâm nguyện luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc được phân công. Bị cáo gửi lời xin lỗi Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế, người thân trong gia đình. Đặc biệt, ông Huỳnh gửi lời xin lỗi đến những gia đình có người thân mất mát trong đợt dịch COVID-19. Sau khi thừa nhận sai phạm, cựu Thứ trưởng Phạm Công Tạc nói vụ án xảy ra trong bối cảnh đặc biệt nhưng đã kịp thời nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng được kit test. Theo ông Tạc, ngay khi triển khai đề tài nghiên cứu kit test COVID-19, các cơ quan, bộ ngành đã nhận ra những bất cập trong quản lý tài sản trí tuệ thuộc sở hữu nhà nước. Ông Tạc nói, với bối cảnh hiện nay, chắc chắn sẽ không có những sai phạm như thế. Vì thật kịp thời, Quốc hội đã thông qua Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung năm 2022 và xin chịu trách nhiệm về sai phạm, mong được hưởng khoan hồng của pháp luật, hưởng bản án thấp nhất để sớm trở về với gia đình, xã hội. Cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh nói với tất cả sự thành khẩn, ăn năn, hối cải xuyên suốt. Bị cáo gửi lời xin lỗi Tổng Bí thư, Đảng, Nhà nước, nhân dân vì đã để xảy ra sai phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời, bị cáo gửi lời xin lỗi tới các cán bộ, nhà khoa học trong ngành khoa học và công nghệ. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến các giáo sư, học trò, các cơ quan đồng nghiệp đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho mình. Ông Long cho rằng, trong thời gian khó khăn, cam go và thách thức nhất của ngành y tế, các đồng nghiệp luôn tâm niệm, cố gắng hết sức chống dịch, dành ra sự sống cho người dân. Những điều trên làm ông thấy ân hận, xót xa. Vì thế, cựu Bộ trưởng mong pháp luật khoan hồng đối với các bác sĩ, nhân viên y tế sai phạm trong vụ án này, để họ được hưởng mức án thấp nhất, sớm trở về với người thân. Bị cáo cũng mong được hưởng khoan hồng để sớm trở về với gia đình. Là bị cáo cuối cùng nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Phan Quốc Việt giải bày, bản thân là người điều hành và quyết định mọi việc của công ty Việt Á. Các nhân viên là những người làm công ăn lương, không được hưởng bất kỳ lợi ích nào. Dưới sự chỉ đạo của Việt, các bị cáo bắt buộc phải làm, nên bị cáo mong muốn hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các nhân viên của mình. Việt cũng mong hội đồng xét xử xem xét bản chất của vụ án cũng như công tội của bị cáo và những bị cáo khác. Hơn 30 bị cáo còn lại đều ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân và mong hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ để tuyên họ mức án thấp nhất để sớm được trở về cùng với gia đình, xã hội. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Những kết luận mới nhất sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!